Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Nho Phụ Tùng Ri Xe Cấp. Đây là cặp cầm DD, cặp cầm của xe DD các bạn. Đây là hàng nguyên zin xé bịch nha, đây là hàng nhập Nhật Bản xé trong bịch ra dành cho anh em lên xe cộp này. Đây là con xe cộp mà mình đang đang lên các bạn. Đó, mình đang lên cặp cầm. Trước khi lên cặp cầm quay cho anh em coi. À, anh em nào có nhu cầu lên xe cộp thì lên cặp cầm này nha anh em. Còn nếu anh em nào mà lên xe của mình mà cũ cũ thì lên cầm cũ nha. Thì bên mình cũng có cặp cầm cũ dành cho anh em nha các bạn. Hàng tháo xe cũ thì giá nó rẻ hơn, hàng mới giá nó gấp đôi các bạn. Đây là hàng zin da băng nha. Đó. Đây là hàng da băng dành cho lên xe cộp thôi. Còn xe thường mà lên này chắc đủ nữa các bạn. Nhiều khi mua cái xe vài triệu mà lên cặp cầm này mắc hơn cái xe nữa. Ok, anh em nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ số điện thoại cho mình hãy giúp mình phương thức mua hàng. Nếu anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Tất cả những món hàng bên shop mình bán là không ship code. Mọi thông tin anh em gọi trực tiếp số điện thoại hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Đó, đây là em DD mình đang lên full ring 100% các bạn. Lên nguyên con này hơn 100 triệu anh em. Tất cả mọi chi phí luôn hơn 100 triệu đó. Full ring 100% xé bịch luôn.